Trước tiên là tôi đã thấy linh hồn lang thang ở ngôi chùa này cũng đã rất lâu rồi. Thì linh hồn có muốn tôi giúp cho linh hồn đi siêu thoát hay không? Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Thật sự là qua video vừa rồi rất là đáng sợ luôn mọi người ạ. Cuối cùng thì những người sư thầy đó cũng đã phải trả giá cho tội lỗi mà họ đã gây ra rồi mọi người. Và theo như kế hoạch của thầy Hùng thì mình cũng đã thành công về việc là gọi Hắc Bạch Vô Thường lên và đưa những linh hồn sư thầy đó về cõi địa ngục. Và trước khi bắt đầu nghi thức đó, mọi người có còn nhớ là mình có một lời hứa với cái linh hồn đã dẫn những người sư thầy tới mọi người. Thật sự chúng ta không thể nào phủ nhận đi công cán của linh hồn đó rất lớn. Vì có linh hồn đó dẫn những người sư thầy tới thì kế hoạch của thầy Hùng mới được thành công mỹ mãn mọi người. Và mình cũng đã hứa với linh hồn đó là sau khi mình đưa những người sư thầy về địa ngục thì mình sẽ giúp cho linh hồn đó đầu thai siêu thoát. Vào livestream của ngày hôm qua thì mình có nói với mọi người là mình đáng lẽ hôm nay nè, mình sẽ truy tìm cái linh hồn của sư cô. Vì thầy Hùng có nói là tuy là những người sư thầy đó đã về địa ngục nhưng tay chân cô ấy vẫn còn lang thang ở ngôi chùa hoang này. Nhưng mình chợt nhớ ra là mình còn lời hứa với linh hồn đó mọi người. Cho nên hôm nay mình sẽ thực hiện đúng như lời hứa. Thì sau khi mà mình đã làm video lần trước đó, qua ngày sau mình cũng đã có cúng, cũng đã có đọc kinh cho linh hồn đó rồi. Nhưng mình hôm nay mình cũng mua và chuẩn bị một cái dĩa của lễ, dĩa trái cây để gọi linh hồn đó lên, cúng cho linh hồn đó và cũng như là hỏi linh hồn đó xem là muốn đi siêu thoát hay không. Mình sẽ giúp cho linh hồn đó đi siêu thoát mọi người. Mà theo như mọi người biết á, là linh hồn đó không có nói chuyện được thì mình không thể nào thực hiện nghi thức khai khẩu để cho linh hồn đó có thể giao tiếp với mình. Và nếu như mà mình dùng nghi thức thông tâm thì mọi người sẽ không biết được linh hồn đó muốn nói gì với mình. Mọi người chỉ được nghe mình kể lại nếu như mà mình thực hiện nghi thức thông tâm. Cho nên hôm nay mình sẽ quyết thực hiện nghi thức cầu cơ với linh hồn đó để hỏi xem là linh hồn đó có muốn đi siêu thoát hay không. Mình sẽ giúp cho linh hồn đó nhé mọi người. Ok, video tối nay như thế nào mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nha. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đợi tới khuya này để thực hiện nghi thức nhé mọi người. Ok mọi người, thì mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để thực hiện cho nghi thức tối ngày hôm nay. Trước camera chính mà người đang xem, đó chính là bàn cầu cơ dùng để cho mình giao tiếp với linh hồn. Và cũng như bên cạnh đó chính là đèn lưu ly. Đèn lưu ly mình đặt ở camera chính để cho mọi người biết là khi nào linh hồn xuất hiện. Vì khi linh hồn xuất hiện thì đèn lưu ly nó sẽ chuyển màu mọi người. Cho nên mình đặt ở đó để cho mọi người biết được là khi nào hồn ma xuất hiện nha mọi người. Nếu như mọi người xem ở camera hồng ngoại ở phía trước mặt mình đây, có một dĩa trái cây để mình có thể cúng cái dĩa của lễ đó cho linh hồn và bắt đầu giao tiếp với linh hồn nha mọi người. Bây giờ xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu vào nghi thức nha.
Thật sự là sau khi đưa được những linh hồn sư thầy đó đi về địa ngục thì ngôi chùa này cũng đã bớt lạnh lẽo hơn rất là nhiều rồi mọi người ạ. Bây giờ xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu vào nghi thức nha. Mình cũng đã đọc xong bài kinh cầu hồn. Bây giờ mình sẽ làm phép đèn lưu ly nhé mọi người. Tiếp theo mình sẽ gõ khánh để cho linh hồn đó nghe được những lời kêu gọi của mình và đến đây nhé mọi người. Trước khi linh hồn đó đợi linh hồn đó đến đây mọi người thì mình sẽ khai mở con mắt âm dương nhé mọi người. Tại vì hôm nay cũng không có thực hiện nghi thức nhiều cho nên là phần linh lực còn lại mình sẽ sử dụng để mà mở con mắt âm dương nhé mọi người. Bây giờ mình cũng đã mở con mắt âm dương xong rồi mọi người ạ. Bây giờ chỉ việc đợi cho linh hồn đã tới thôi. Hiện tại thì đang có đám tang ở đâu vòng vòng khu vực chùa hoang này nè mọi người. Cho nên là hơi ồn, mọi người thông cảm giùm cho mình nha. Mình không biết là tại sao gần đây ở gần gần cái khu vực chùa này có rất là nhiều đám tang mọi người. Cứ cách một tháng, cứ cách vài tuần là lại có một đám tang xuất hiện mọi người ạ. Thật sự là giờ này cũng đã rất là khuya mà nghe tiếng kèn đám ma thì thật sự mọi người cũng biết cái cảm giác đó đúng không? Rất là lạnh người luôn mọi người ạ. Sao mà linh hồn đó vẫn chưa tới nữa ta? Xin phép mọi người mình được gõ thêm ba hồi khánh nữa nhé mọi người. Có lẽ là do ồn quá cho nên là tiếng khánh không có tới được linh hồn đó mọi người. Mình nói đùa á, bây giờ mình sẽ thực hiện gõ ba hồi khánh lại nhé mọi người. Hãy
Đây, mình sẽ cho mọi người xem cái này trong thời gian đợi linh hồn đã tới nhé. Đây chính là con cơ mọi người. Đây, chắc chắn mọi người xem mình lâu thì mọi người cũng đã biết về cái bàn cơ rồi. Thì con cơ này được làm bằng giấy nha mọi người nha. Đây, bây giờ mình sẽ đặt con cơ vào bên trong bàn cầu cơ nhé mọi người. Sao linh hồn đó vẫn chưa tới nữa ta? Hôm nay trời tối đen như mực luôn mọi người ạ. Cộng thêm cái tiếng kèn đám ma nữa, ấn óc người thật sự mọi người ạ. Uầy, linh hồn đó đã tới rồi mọi người. Tôi xin chào linh hồn. Hôm nay tôi gọi linh hồn đến đây. Trước là tôi có một dĩa của lễ, hay nói đúng hơn là một dĩa trái cây, để có thể cúng cho linh hồn. Thì sau đó, tôi có một số điều muốn hỏi linh hồn. Bây giờ thì linh hồn hãy hưởng lấy dĩa trái cây này đi, rồi tôi sẽ nói với linh hồn sau nhé. Thì phía trước mặt linh hồn đây, đó chính là bàn cầu cơ, dùng để tôi có thể giao tiếp với lại linh hồn. Thì linh hồn hãy giao tiếp với tôi bằng cách là hãy rê con cơ vào bảng chữ cái ở trên bàn cầu cơ để giải đáp lại câu hỏi của tôi, và cũng như là giải số ở bên trên bàn cầu cơ. Ở phía trên của bàn cầu cơ thì có hai chữ. Ở bên phải của linh hồn đây chính là chữ có, và ở phía bên trái của linh hồn đó chính là chữ không. Nếu như tôi nói vấn đề gì và linh hồn đồng ý hoặc là có, linh hồn hãy rê con cơ vào phía bên phải của linh hồn. Còn nếu như không, linh hồn hãy kéo con cơ về phía bên trái của linh hồn. Linh hồn đã hiểu rõ chưa? Bây giờ tôi xin hỏi linh hồn vài điều nhé. Trước tiên là tôi đã thấy linh hồn lang thang ở ngôi chùa này cũng đã rất lâu rồi. Thì linh hồn có muốn tôi giúp cho linh hồn đi siêu thoát hay không? Không mọi người ạ. Tại sao linh hồn lại không muốn đi siêu thoát? Tôi còn sao bị dư một chữ cái á mọi người ạ? Nếu đúng là tôi còn tâm nguyện chưa làm được, nếu như mình dịch không sai thì đó chính là tôi còn tâm nguyện chưa làm được. Vậy tâm nguyện của linh hồn là gì? Linh hồn có thể nào nói ra để tôi có thể giúp cho linh hồn được không? Thank you.
cậu không giúp được đâu. Nếu như điều đó khó nói với linh hồn như vậy, thì xin linh hồn hãy cho tôi giúp linh hồn điều này. Hiện tại ở phía bên phải tôi đây đang có một am thờ. Tôi đang thờ cúng thầy Hùng và cũng như là 71 vị âm binh. Linh hồn hãy đi qua bên am thờ đó và trú ngụ ở đó để tôi có thể tiện cho việc cúng kiến và cũng như là đọc kinh cho linh hồn hàng ngày. Linh hồn đồng ý chứ? Linh hồn không cần phải cảm ơn tôi đâu, vì tâm nguyện của tôi là được giúp những linh hồn giống như linh hồn vậy, có nơi gọi là thờ phượng cúng kiến. Và cũng như là nếu có thể, tôi sẽ cố gắng để giúp những linh hồn lang thang được đầu thai siêu thoát. Cho nên linh hồn không cần phải cảm ơn tôi đâu. Bây giờ linh hồn hãy đi theo tôi nhé. Ok mọi người, đôi dép mà nó mất tiêu rồi ta. Để mình lấy đôi dép mình đã mọi người. Linh hồn hãy đi theo tôi qua đây. Con xin phép thầy Hùng hãy mở kết giới ra để có thể cho linh hồn này tạm thời ở đây cùng với thầy nhé. Được rồi, linh hồn hãy vào bên trong am thờ này ở đi. Từ từ tôi sẽ lập cho linh hồn thêm một cái miếu thờ ở bên góc để cho linh hồn ở bên trong am thờ này nhé. Xin phép linh hồn tôi đi đây. Xin phép thầy Hùng con đi. Mình cũng đã đưa cho linh hồn đó đi vào bên trong am thờ và cũng như là mình đã xin phép thầy Hùng để cho linh hồn đó có thể cư ngụ ở bên trong am thờ rồi mọi người. Để từ từ mình sẽ mua một cái trang thờ để cho linh hồn đó ở bên trong am thờ này luôn nha mọi người nha. Rồi khi nào linh hồn nó muốn đi siêu thoát thì mình sẽ giúp cho linh hồn nó đi siêu thoát mọi người. Linh hồn đó nói là vẫn còn tâm nguyện chưa làm được, cho nên linh hồn đó chưa đi siêu thoát được mọi người. Thì ngoại trừ những việc là làm điều xấu, làm những chuyện tội lỗi để không phải đi siêu thoát được, thì còn một vấn đề đó chính là có tâm nguyện mà khi sống người ta chưa làm được thì chết đi người ta vẫn mong chờ phải làm cho cái tâm nguyện đó hoàn thành, thì lúc đó người ta mới an lòng để có thể đi siêu thoát mọi người. Vì khi đi siêu thoát á, trong lòng mình phải không còn tạp niệm thì mới bắt đầu có thể đi đầu thai siêu thoát được mọi người. Cho nên là linh hồn đó có thể khó nói cái tâm nguyện của linh hồn đó ra, nhưng nếu như sau này có dịp mình giúp được linh hồn đó, chắc chắn mình sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp cho linh hồn đó đi đầu thai chuyển kiếp mọi người ạ. Vậy là coi như
Mình chưa giúp cho linh hồn đó đi siêu thoát được thì mình cũng đã giúp được cho linh hồn đó có nơi ở rồi mọi người. Mình cũng cảm thấy an lòng một phần nào, và mình cũng biết chắc là mọi người cũng an lòng giống như mình vậy. Mình rất cảm ơn mọi người vì đã xem video của mình. Nếu như mọi người thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký, cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nha. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video lần sau nhé. Những lượt like, những lượt đăng ký của mọi người giúp cho mình có động lực rất là lớn. Cho nên mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh, cũng như là bấm cái chuông, cũng như chia sẻ clip rộng rãi để cho nhiều người biết tới hơn nhé mọi người. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.